Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hay sáng sớm thì anh em có đi xuống em mua một ít đồ và tí em Sử sẽ là chở đi cô bác. Và tiện thể thì hôm qua cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà An Phạm của bác ạ. Phần quà này thì bà có dặn cho cháu Lực là khi mà mở cô bác thì gọi em Sử xuống để hai anh em cùng mở luôn. Phần quà này thì bà cũng gửi cho cháu Lực là nhiều cho nên là bà muốn là cho em Sử là đi xuống cho cháu Lực để hai anh em cùng mở luôn cô bác. Sau thì một tí nữa hai anh em lại phải đi chở đồ. Hôm nay thì sẽ là cái ngày mà có thể là phải nói lời chào tạm biệt các anh em thợ rồi cô bác ạ, ngày hôm nay ấy. Bây giờ anh em mở cái thùng quà nhé. Thùng quà này thì lại được của ba anh Phạm gửi cho ấy. Thùng quà này thì bà có nhắn tin với anh bảo là em bên trong có cái gói gì á, nhưng anh cũng không có biết là gói gì. Bà ấy bảo là muốn là mở luôn ở phòng trọ anh luôn đây. Sáng nay đưa Hải đi học không? Có ạ. Vừa đưa Hải đi học xong là anh gọi qua đây luôn à? Vâng. Đấy, canh buổi sáng sớm là mùa này là em Hải hay đưa em Sửa đi học luôn cô bác, thì Lực sẽ gọi luôn cho một tí nữa anh em sẽ đi chở đồ nó luôn cô bác. Đây thì hình như là bà gửi cho cháu Lực thì tất cả trong mọi cái đều bà đã ghi rất là rõ. Đây thì cháu Lực cùng em Sử là đã bóc cái phần quà của bà Phạm rất là nhiều đúng không? Vâng. Đây này. Bà nhờ cháu chuyển cho Vân máy em. À cái này là của Vân nhá. Cái này là của Vân này. Trong này có quần áo. Đây là của em Vân của bác nhé. Của em Vân thì cháu Lực sẽ để ở đây luôn. Còn ôi à. À, cái túi này thì bà cả gửi tặng mẹ cháu Lực của bác ạ, túi này đấy. Đây thì mọi những cái món đồ nào bà gửi cho cháu thì bà đều ghi tên cả của bác ạ. Còn cái này là của bạn Hiệu này. Đây là người bạn mà đồng hành với cháu Lực từ trước đến giờ. Và cũng là cái phần quà mà nhận từ bên rất là xa của bác. Gồm có một cái mũ này và một cái áo này, một lọ kem đánh răng này và thêm một số quần áo. Với áo này là có cả mũ luôn, áo này thì rất là đẹp. Còn có thêm một cái quần nữa và mấy cục xà bông nữa các bác nhé. Ở đây thì tất cả những cái món đồ mà các bác gửi cho cháu Lực thì kể cả gửi cho cháu Lực hay là gửi cho các em thì cháu Lực cũng đều là mang ra hết cô bác ạ, để cùng tất cả các bác là cùng cháu Lực với lại bạn Hiệu, người đồng hành của cháu Lực là unbox luôn, cũng như là em Sử. Và cũng là một điều nữa hay chính là khi mà các bác gửi cho cháu Lực thì các bác rất là sợ là nó bị hao hụt cái gì ấy các bác. Còn đây là hình như là bác bà chưa ghi tên ở đây này. Này thì chắc là của em Sử sao rồi, hộp này ấy. Này là chắc của em Sử sao rồi, đây Sử, đây nhá.
của cháu Sử nhá. Đây là của Sử nhá. Em bóc vào trong đây là có gì nào? Áo à? Áo. Xem nào. Ôi, áo này đẹp lắm nhỉ? Đây. Trong này đây là cái gì nữa? Cũng là áo đúng không? Vâng. À đây là ông cụ già. Ông cụ già không biết là có phải ông của Sử không nhỉ? Ông cụ già chắc là của ông Sử quần đúng không? Ở đây còn một túi nữa, túi này túi gì đây? À. Túi xà bông nhá, túi này. Vâng. Xà bông. Đấy, hết của Sử đúng không? Vâng. Xong lại gấp gọn vào đây nhá. Từ từ để anh mở cái của anh đấy nhá. Vâng. Đây. Đây thì bà đều có thư cả cô bác nhá. Bà gửi đồ về để các con có thêm áo thay đổi mùa đông. Của ai thì bà đã để riêng và ghi tên từng người. Bây giờ là mùa lễ Giáng sinh nên các cửa hàng cũng giảm giá, nhưng bà không đi mua được, chỉ gom những gì đã có sẵn, chiếc túi sách tặng mẹ con cộng đôi dép, chiếc áo trong túi xanh của em gái Lực không có mang. Nếu con muốn có video thì thùng trong video AP là bà An Phạm. Đấy, bà gửi thư. Và đây là cái phần quà mà bà cũng gửi cho cháu Lực rồi cô bác này. Đây ấy. Đây là ghi là của Lực cô bác nhá. Ủa áo này, mũ này thì ấm đấy nhỉ. Mũ này thì đổi đi đi vào trong bản thì rất là ấm luôn cô bác. Vào trong bản trong xóm ấy. Đây là cái sự ra thì những cái món đồ khi mà cháu Lực nhận được, cháu Lực cũng không có biết là sử dụng các bác ạ. Cháu Lực phải đọc những cái lời ghi chú. Cái mở sứa ấm vào trong tủ. À đây, đây là chắc là cái này rồi. Đây. Còn này. À. Thước mét này các bác này, 25 mét. Đấy. Trước kia thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bà An Phạm cũng là thước mét, nhưng mà thước mét là 1 mét. Còn bây giờ bà lại gửi cho cháu Lực là thước là 1 mét luôn này các bác này. À đây là 25 mét chứ. Và kèm theo đó thì đây là những cuốn sổ sách này các bác. Đây, đây là cũng là một cái áo ấm của bạn Hiệu thì cũng có các bác nhé. Bạn Hiệu thì cũng có áo ấm đầy đủ nhé. Và đây là cũng là áo ấm mà bà dành tặng cho cháu Lực các bác ạ. Áo rất là đẹp. Đây cũng là áo. Áo này áo thun đúng không ạ? Áo cọc tay. Đây là cái quần này. Đây là cũng là cái áo này. Và hình như là cũng đều là giống như cả các bác, đều có kem đánh răng với lại áo cả. Và cháu Lực cũng xin thay mặt em Sử, em Vân, lại bạn Hiệu, với lại cả mẹ của cháu Lực nữa, gửi một lời cảm ơn tới bà. Con chúc bà nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Có thể như trong thời gian qua, một số cô bác ở trên kênh có không hài lòng về những cái chuyện gì của cháu Lực làm. Thì cháu Lực cũng hiện tại là còn rất là trẻ, có những cái sự suy nghĩ còn thiếu sót thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Ở đây tất cả các bác đều là người lớn cả. Trước khi làm gì thì các bác cũng đã cân nhắc thật là kỹ thì các bác mới tin tưởng cháu Lực. Cô bác ạ, thế còn bây giờ thì em cũng gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Vâng. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi quần áo cho con. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Vậy bây giờ thì anh em mình đi ra bên kia ăn sáng, anh em mình đi chợ cái đồ mà một tí nữa anh sẽ đi vào mua nhá. Vâng. Nhá, cái bồn là rửa tay với lại cái bát, cái bồn rửa mặt đấy nhá. Vâng. Hay còn là những cái bệ xí này cháu Lực đã lấy rồi, còn là cái bồn rửa tay thì cháu Lực sẽ lấy luôn ở trên
xá lên luôn cô bác ạ. Tại vì lấy luôn ở trên này thì nó cũng đắt ở dưới huyện một chút, nhưng mà lấy ở dưới kia thì cái cước vận chuyển nó cũng lên đây thì có khi là nó còn cao hơn, và có khi thì nó bằng nhau. Nhưng mà nếu mà anh em mà đi số huyện mà tự chở lên thì nó cũng tiết kiệm được cái phần khoản chi phí cô bác. Nhưng mà mấy hôm nay không quay số huyện cả cho nên là cháu Lực không có nhờ được. Ê, còn có cái vòi vòi lao ở trên này luôn không? Đây cái vòi đây, cái như cái hình nó này. Đấy cái vòi này, như cái hình này. Vòi đấy biết rồi, vòi đấy anh có. Cái gì, có cái vòi khác không? Ừ. Có cái vòi khác không? Vòi đấy có à. Đây chụp để hôm nào ấy. Thế nhưng không có vòi khác à? Không có vòi khác. Thế thì không có vòi khác thì thôi, lúc nào em mà lấy cũng được. Ừ. Em mà lấy cái này, anh lấy cho em một cái chân kê nữa. Ừ. Lại cái vòi thử dưới này lên này, thử sửa mặt đấy. Cái đấy thì thôi anh ạ, cái đấy thì hôm nào em đi xuống huyện em lấy cho. Ừ. Cái này là 1 triệu rưỡi à? Ừ. Còn cái này là 500 à? Ừ. Ô, nhưng mà cái này nó không kèm theo là cái vòi nó luôn à anh? Cái vòi thì riêng. Vòi thì riêng á? Em có lấy cái vòi không? Có, anh lấy cho em một cái vòi này. Không, nhưng mà bây giờ nó như thế rồi mình cũng phải lấy chứ, sau này nó mà lắp được thì sao? À, có một vòi thẳng không, một vòi riêng không, một vòi chung không? Có, đây là một vòi nóng một vòi lạnh. Thì lấy cho em một vòi chung đi anh. Chung là thế. Một vòi là nó chỉ có một bên thôi, chỉ có một là không có à? Ừ. Cái này á? Ừ. Cái này phải lấy cái chân dài dài lên tí chứ anh, người đứng cao cao, đứng vừa tầm người chứ. Lấy chân đứng anh, chân đứng thì nó mới có điểm từ chứ. Điểm tí chứ. Đây 200 nghìn này. Đây, lấy cái đấy. Thế bây giờ thì còn thiếu cái vòi đây cô bác này. Cái vòi thì chắc là có khi là ông nào phải đợi anh đặt lên thì mới có được. Này có giảm giá được tí nào không anh? Đó. Có giảm giá được tí nào không? Đó. Vâng. Vâng. Anh giảm giá 3 cái này, cái kia là 2 triệu đúng không? Cái này là 2 triệu đúng không? Đấy, cái kia là bao nhiêu tiền? 200. 500 cái đây chỉ dưới. Là bên cái kia ra sử. Cái này là cái kia anh chưa có vòi kia. Ơ nhưng mà cái này nó không kèm cái vòi à? Nó phải có cả vòi chứ anh? Vòi đấy không chưa có. Mới bán riêng ra. Bán riêng á? Ừ. Cái này là lúc mình mở đây đúng không? Ừ. Thế thì hôm nào em mà lấy lên cũng được. Hay là cái này em bỏ ra đi để hôm nào anh có vòi mua sau. Thôi bây giờ em phải lấy lên để lắp trước ấy anh. Bây giờ mình lên mình đặt trước cũng được mà, mấy nữa có vòi thì mình ấy sau cũng được mà đúng không? Thế thì giữ lại cho anh 100 là xong rồi. Vâng, đây là tổng tất cả là 21. Tổng tất cả là 2 triệu mốt đúng không? Là anh giảm xuống 100 nghìn đúng không? Được. Bây giờ là đưa cho anh thêm là 100 nghìn đúng không? Đây, đây thì cháu Đức cũng đã chuyển khoản trước rồi cô bác nhé. Anh thì cũng bớt xuống là 100 nghìn đúng không? Tổng tất cả anh bớt là 100 nghìn đúng không? Xin nhé. Ừ, theo anh nghĩ là xử phải là cái này trước ấy, xử ơi. Cái này. Cái đấy nhẹ thì... À, được, cái đấy nhẹ thì đặt trên. Được chưa? Còn có bên này. Đây. Anh. Hôm nay anh, hôm nay có khi là hoàn thành đấy ạ.
Ây. Trên đấy chưa nhà nào làm nhà xây hoàn toàn bằng sứ. Cái sứ, ok chưa? Cái sứ đi về trước nhá. Nhá. Đây là các anh trêu ấy nhỉ. Chưa đủ tuổi để lấy vợ đâu anh ạ. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển cùng em Sử là lên trên nhà của em luôn cô bác ạ. Hay vừa rồi thì mấy anh em cũng đã di chuyển từ trên xá lên đến cái chỗ nhà của ba ông cháu rồi, có bác em Sử rồi. Vừa rồi thì trở vào trong nhà rồi Sử. Vậy đây thì cái bàn, cái bồn để rửa bát với lại thêm là cái bồn để rửa tay của bác. Thì ngày mai là các anh sẽ, ngày mai thì các anh ốp xong cái phần, hôm nay thì các anh ốp xong cái phần, phần này phòng, phòng bếp này, rồi thì các anh sẽ làm một cái bàn thái và cái bồn rửa tay này thì sẽ đặt ở trong nhà vệ sinh luôn các bác ạ. Và hiện tại thì trong này thì đã có là cái bồn vệ sinh này với lại thêm là cái bồn rửa tay nữa, còn là máy nước. Lúc mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà tất tật mọi cái rồi, cháu Đức sẽ đi vào và đi đi vào đi cái đường điện và đi cái đường nước luôn các bác. Đây là dùng để rửa bát ở đây Sử nhá. Biết không? Để đặt ở kia. Này thì vừa rồi cháu Lực đi mua thì cô bác cũng đã biết rồi. Cháu Lực mua hết tổng tất cả là cái này là cộng này. Này người ta bán là 500.000 á. 500.000 cộng với lại cái bồn kia là 1.500.000. Cộng với lại cái kia là 250.000. Tổng là 2.250.000. Trừ là 100.000, trừ đi 100.000, anh ấy giảm xuống là còn cháu Lực giả anh là 2.100.000, anh ấy giảm xuống là 150.000 các bác ạ. Hay khi mà mình mua đồ nhiều ấy thì người ta cũng bớt cho mình là chỉ độ tầm là 1-200.000 thôi. Ở đây thì anh bớt rất là nhiều rồi. Cháu Lực mua hết là tổng tất cả là 2.250.000 thì đưa cho anh là 2.1 triệu. Cho được chuyển khoản cho anh là 2 triệu và đưa tiền mặt cho anh thêm là 100.000 nữa. Hôm nay thì chỉ có lại chú Bình với lại anh Quang đi làm với cô bác. Mấy anh kia thì hôm nay thì chưa có thể đi làm được. Sáng nay tí chiều thì các anh mới lên. Có thể như là chiều là cũng hết được tổng kết rồi đấy. Chưa tổng kết rồi. Chưa tổng kết à chú? Ngày mai à? Chiều nay đấy. Vâng, chào chú Bình nhá. Vâng. Chào anh Quang nhá. Chào cháu nhá. Vâng. Công thì cũng xong lâu rồi. Vâng. Công việc nhiều quá. Thế mấy hôm nay là ở xã cũng tổ chức tổ chức cho là về cuối năm cái gì ấy, chú nhỉ? Cho thấy là cũng nè. Vâng. Chắc là thế đông người á. Tổng kết năm chứ. Thường Mương. À. Thế còn phần đổ cái phần sân này các bác này, cái phần này là cái phần phát sinh thêm của bác nhá. Đây cháu Lực về em Sử thì chỉ có là các chú bảo làm cái gì thì mới biết làm thôi các bác, chứ còn không có thể là tự ý mà làm được một tí là hỏng hóc cái gì thì lại sợ là những cái viên gạch nó bị vỡ, thì ra là khi lúc mà mình lại lấy lên ấy thì một thời gian thì nó mới lên đến tận đến nơi rồi.
Nhìn cái tóc tôi chứ? Nhìn cái tóc chưa? Chưa. Hay để anh cắt cho một lần nữa nhỉ? Đến Tết rồi. Đến Tết rồi, đến Tết rồi không cắt đâu? Đến Tết rồi không cắt à? Bây giờ chú vào trong cái ốp thì để cháu với lại Sử lấy gạch cho. Chú cứ đi vào đi. Gạch gì thì sau một quãng thời gian mà nó bị dính nước mưa thì ra là bây giờ cũng không cần phải ngâm nữa các bác. Cái gạch thì trong này vẫn còn ướt này. Chạy căng cái cưa chú. Như cái video hôm trước mà cô bác anh chị có theo dõi được rằng là bán Phạm chuyển tiền là 800 đô ấy, thì cái khoản của mấy anh em thợ thì ngày mai đi vào tổng kết rồi thì cháu Lực sẽ mua ngang lên cô bác khoản của bán Phạm ấy. Bán Phạm có dặn cháu Lực rằng là cái 50 đô đấy thì để mua thức ăn lên cho mấy anh em thợ trong ngày tổng kết. Ngày mai mới là ngày tổng kết thì cháu Lực mới mua lên được. Xuống đi nặng quá chứ. Đấy. À, Sứ ơi, anh em mình lấy gạch thì cho cái anh thợ nhá. Ôi. Đi. Cái này lấy để vào trong đường bên kia luôn. Này cứ để ra đây nhá. Một hộp là được ngang hết không anh Quang? Một hộp là được ngang hết không? Đếm xem một hộp nó bao nhiêu viên. Một hộp 1 2 3 gần được. 9 viên. 9 viên dưới. Thì một hộp của nó viên mấy viên? 6 viên à? 6 viên. Không phải đấy đâu đúng không? Đặt luôn này. À, từng viên một đúng không? Đây. Hết cho từng phái đấy. Từng phái á? Ok anh. Ai dồi, ui. Sợ. Nào, Sứ ra bên này luôn. Đây. Sứ ơi, sao rồi? Ê, sao rồi? Đi kia nhá. Đi hết á.
nào chuyển cái này xuống đây này. Đấy. Chuyển hết cái này ra. Thì hết đây cho anh Quang này. Đấy, đặt cứ đặt như này. Để cho anh ốp. Ô ba cái phòng này thì hết buổi sáng đấy không anh? Từ sửa đây đi lấy cái bì bóc bóc kia. Đây là kia, lấy cái bìa bóc kia đây. Thế mà ai dễ bàn à? Phong mà, tí giờ phong mà đấy. Ồ. Ông à đi lấy rau lợn về này có bác này. Cái kia là rau lợn. Đây là ông à cho à? Chú. Ui, củ cải to nhỉ. Củ cải này nhà xử trong lâu chưa xử? Hả? Chú chồng à? Cái củ cải này mà chú Bình ạ. À, mình gọt ra ấy, xong mình thái nhỏ nhỏ dài dài ngón tay này, mình mang phơi. Mình xào thịt ăn như nấm thôi chú ạ. À. Chú về nhà chú làm thử đi. Phơi cho khô à? Phơi cho khô. Xong mới lấy về ngâm à hay là không ngâm nữa? Đúng rồi, xong rồi lấy về rửa thôi. Chú phơi khô lúc nào mà chú xào với lòng với lại thịt lợn này. À. Thái cho dài dài thế này. Đúng rồi chú. Thái cho dài dài, thái nhỏ nhỏ xong là ngâm qua muối một chút. Rửa con. Nào ấy. Hả? Với cái nạo ấy. Với cái nạo nào á? Ừ. Anh thích làm nào thì làm nó nhẹ, nó nhỏ nhỏ ra à, được rồi mà. Khô xong là lúc mình ăn thì mình lấy về xào cùng à? Vâng. Đây à. À thế hôm nào chú làm. Hôm nào chú sẽ làm thử xem một ít nữa mà ngon thì chú lại làm nhiều xem. Thế Quang là công việc mấy ông nọ bảo là đi anh đi học cái gì đấy? Đi tập huấn. Tập huấn à? Anh là tập huấn về cái gì? Cái là... trồng cây à? Không. Quân ấy. Thế ông nọ em thấy anh đi trồng cây à? Trồng cây ở đâu? Trồng cây là bên đoàn. Bên đoàn à? Em tưởng anh tập huấn trồng cây nhưng thấy anh vác cuốc đi. Dạ cứ bắt cho bọn tôi à. Thank you.
Đây, sau một khoảng thời gian thì hiện tại là các anh thợ đã ốp xong cái phần này rồi các bác này. Bây giờ thì ốp xong thì Trấn Lực với các anh thợ là sẽ dùng cái rẻ để lau qua luôn cho nó không bị dính cái phần xi này. Này hôm nay có cầm theo máy cắt đâu? Có. Này, bây giờ lấy cái cắt kia ra để được chưa chú? Chưa được đâu nhỉ? Cái phần trong cái phần đi vào bếp củi này sẽ không có ốp đâu các bác nhé, phần ở trong này ấy chỉ ốp từ đến đây thôi, không làm mấy nữa đun là nó bị nổ ấy. Này tí nữa phải cắt góc với anh nhỉ? Xúc qua cái này đảo bên kia tí đi, để cho nó phẳng phẳng lại, không là tí sợ xi nó cứng. Chưa đủ đâu, nhưng mà tí cây lại trộn thêm mà. Gạt cho nó co đấy, đấy, gạt cho này thôi. Gạt là cho nó phẳng ha. Tí để cho các chú. Xem nào. Dài quá.
gặt cho nó phẳng phẳng là được đúng không chú? Đấy rồi, thì các chú không làm, sửa đây. Hả? Đây á, có đây đóng cửa không á? Có chứ, có cửa chứ. Đây cửa một, cửa đây đủ hết mà. Tất cả những cánh cửa mà anh mở ra thì nó gồm cửa hết, hiểu không? Ở đây thì sẽ không có cửa sửa nhá. Ở đây không có cửa nhá. Có chứ. Có chứ á? Nhưng mà như này là ok chưa? Tí nó chắc ở kia tí nữa. Đây các cửa thì đâu còn được quỷ. Có cửa đấy nó không được quỷ à? Chỗ này nó thấy này tí chiều này là anh đổ đổ cái miếng bê tông ấy chứ. Đâu? Cái gì đó? Lập pro anh đổ chứ. Anh chiều anh đặt cho em là 4 góc nhá. Là mỗi bên là một cái viên gạch. Đấy, xong là đổ tấm pro vào. À đầm đổ tấm bê tông vào đặt đặt lên trên là được rồi. Đổ tấm bê tông vào đâu cho tốt thái đẻ. Thái đẻ. Sao con làm? Hả? Có. Này đi. Cho nó bằng từ chỗ này đi này. Đây thì đây thì phải đào này một tí. Hử? Nên đào không được. Đây đào không được. Đào gì nữa em? Thế thôi. Cho mà bằng thế nữa. Hả? Cho đây là bằng rồi, bằng thế thôi. Còn là cái chỗ này sau này mình sợ là cái ấy ra thì mình đặt viên gạch đây này. Một tí nữa thì bảo các anh là đặt thêm một hai viên gạch đây này. Một cái viên gạch đây này. Đấy. Một viên được. Đấy một viên nhá. Đặt một viên ở đây là lúc mà mình cái do nó sẽ không bẩn ra nhà ấy. Đó. Không thì một tí nữa không đặt thì mình đổ bê tông vào đây luôn. Đấy. Mình mang cái thước kia mình đổ vào đây là được mà. Lấy đi làng cương. Hả? Lấy đi về làng cương rồi. Đi lấy về cho anh mượn cắm cương đi. Cái ổ đây. Cái ổ này để cắt ghẹt đây. Xong lấy luôn cái áo cũ ấy. Lấy cái áo về tí lau đây nữa nhá. Lau cái này nữa. Không. Kéo cái nào bỏ đi ấy. Cái nào không mặc ấy. Lấy mấy lần rồi. Áo đi đâu hay rồi. Lau xong thì nó bị hết rồi. Lau bao nhiêu rồi. Dính khi hết không lau được đâu. Ố ơi. Thế anh bán cho một cái chân nhá để lau nhá. Con nhập bao cẩn. Con thiếu này. Đó. Dạ. Không. Lại đến cái góc thì phải dùng để cắt một chút rồi có ba góc không ấy. Cái bồn vệ sinh này đi vào để trong này luôn đi. Sợ rằng là để trên này có khi là mình ném đá hay là cái gì nó đập trúng vỡ thì thành ra là nó lại hỏng mất. Mua thì nó cũng khá là đắt tiền. Từ bỏ hết cái giấy này ra ngoài đi. Cái nguyên cái đây. Bộ này hình như là mua là cũng triệu mấy cô bác ạ. Đấy. Này cứ để đây nhiều là sợ trẻ con nó
cầm đá nó ném quăng từ trên kia xuống các bác. Không may là nó bị trúng thì trẻ con thì không biết là mình phải nói như thế nào. Được chưa? Cái bìa cắt tông, cái giấy cắt tông kệ nó. À cái giấy ni lông đấy. Nếu mà xé được thì xé luôn đi. Cái này hôm nọ là cái vòi nó đầy đủ hết ra đây đúng không? Cái vòi của nó à. Đấy, đặt đấy hết đi. Em thì bỏ trong cái ra để anh xem ma bên trong đó nào. Đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái là cái để mình mày đi mình bỏ cái ra để sửa mày nữa. Hay ở đấy thì vẫn còn mác luôn cô bác nha. Đấy cái mác của nó là 150.000 này, anh kia ghi là 150.000. Hôm nọ đi cháu Lực định là mua mối cái này để gắn vào tường đó các bác, nhưng mà sau một thời gian cháu Lực nghĩ thì sợ rằng là bằng sứ của bác nó không có đủ chắc chắn đấy, thành ra là cháu Lực phải mua thêm cái chân nó này các bác này, cái chân để mình kê lên. À, sau này nó sẽ như thế này xử nhá. Như này á. Ui giời. Đấy. Đấy. Sau này là nó như thế nhá. Mình rửa mặt ở đây, sau này anh làm một cái vòi nữa đây nữa. Hãy đặt ngang cho anh đi nhá. Này thì bằng tất cả là bằng hoàn toàn bằng sứ thì mình rất cẩn trọng không mà nó đổ. Tép luôn à? Cái sáng hôm nay thì các anh em thợ cũng đã lại hoàn thiện thêm cái phần ốp công trình phụ các bác nhé. Đấy, ở đây thì khi mà các anh ốp mọi cái xong thì đều lau qua thì nhá là rất là sạch sẽ các bác. Bây giờ mình chỉ cần là lau qua một lượt thôi là đã biết là cái độ nó không có xi măng để mà dính nữa. Đấy. Lúc nào mà làm nhà xong hết mọi cái rồi thì cháu Đức sẽ đi mua thêm những cái xô mà những cái xô để mình lau nhà các bác. Đấy. Lau cái là nó sạch rồi. Ở trong nhà thì bây giờ có thể lơ là lúc mà cháu Lực đẩy cát vào các bác nó còn đang rơi một chút thì rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Ở đây thì nó không có dính cái xi là được. Lúc nào mà làm xong nhà ấy thì mình dọn dẹp qua độ tầm là 2-3 lần thì nó sẽ sạch rồi nhá. Nó sẽ sạch hết cả những cái bết bẩn của xi này. Công việc của mấy anh em hôm nay là công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì cũng chỉ là ốp lát gạch và hoàn thiện cái phần nhà công trình phụ đó các bác. Và ở đầu video thì cháu Lực cũng đã mở cái thùng quà của bà An Phạm rồi, ở trong thì bà cũng đều gửi cho cả cháu Lực cũng như là một người bạn đồng hành của cháu Lực rất là nhiều các bác. Còn thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác. Cháu Lực cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các anh chị. Chào, xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.